Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 20. Chúng ta ngày nào cũng nhắc cái việc niệm Phật. Vì nhớ, tập thành thói quen. Nên á, Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài là tu tổng trì mà Ngài nói một câu gì nè. Quyển sách của Ngài những đức đọc rõ ràng, Ngài nói: quý vị coi tại sao mỗi ngày quý vị nhìn thấy tôi thường hay vui? Nhờ tôi niệm Phật đó. Và vì sao mỗi ngày chúng ta cần phải niệm Phật? Vì chúng ta mỗi ngày niệm Phật để tập thành quen, để khi cặn tử nghiệp của chúng ta không quên câu Phật hiệu. Vậy thì đúng rồi. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật để đừng quên câu Phật hiệu, quý vị. Đó. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật đi, đừng quên có Phật hiểu. Đi đứng nằm ngồi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đợt này những đức tặng cho quý vị cái máy niệm Phật á. Cái máy mới đợt này có một điều niệm Phật mà khi quý vị có bệnh cảm sốt gì bị nằm nghỉ, hoặc là quý vị buồn phiền, hay là quý vị làm biến tu, thì bắt cái điều niệm Phật lên. Ví dụ như bệnh thì quý vị nghe rõ ràng, càng phải đau thì càng phải niệm A-di-đà-phật, càng phải đau thì càng phải niệm A-di-đà-phật. Còn nếu như quý vị làm biến tu thì quý vị nói càng làm biến thì càng phải niệm A Di Đà Phật, càng làm biến thì càng phải niệm A Di Đà Phật nhé. Phải gây dựng tín nguyện niệm Phật nghe quý vị. Vì coi á, cái chương trình chùa chúng ta bữa nay vô chương trình lễ viết Quan Âm Bồ Tát, hồi sáng là chúng ta đã có một thờ tu quá đông Phật tử chuyến này về. Rồi xong là 8 giờ rưỡi này khóa tu, 1 giờ rưỡi chiều khóa tu, tối 6 giờ nói chuyện xong lại Quan Âm. Quý vị coi, chỉ có một câu Phật hiệu thôi mà nhân duyên của Phật Bồ Tát quy tụ chúng sinh về. Quý vị nhớ nghe quý vị, người thiếu duyên niệm Phật có duyên, người thiếu phước niệm Phật có phước. Những đức có thể tập trung rủ bao nhiêu con người về tu tập đông như vậy, đó là cái duyên của Phật Bồ Tát. Nhờ nương vào bổn nguyện niệm Phật mà được như vậy đó quý vị ơi. Không nương vào bổn nguyện niệm Phật, như đức không niệm Phật sao được mà được như vậy. Nhờ như đức niệm Phật mà được như vậy chứ. Quý vị dù ở nhà hay gì, quý vị coi trực tiếp, hay là quý vị đi đến chùa quý vị coi trực tiếp, quý vị thấy rõ ràng không? Người ta quá đông luôn. Từ khi những đức gặp Pháp Môn Tịnh Độ tới giờ, những đức á chỉ có một câu Phật hiệu chân thật mà niệm. Cái bài giảng một câu em Phật niệm đến cùng này của chúng ta học lần này nó là lần thứ 7 rồi đó quý vị. Một lần học là 300 tập mà lần này nó là học lần thứ 7 rồi đó. Những đức học được tròn vẹn 6 lần rồi đó. 6 lần là bao nhiêu tập? 1800 tập. Mà lần thứ 7 này những đức học bữa nay nó là tập 20. Kiên nhẫn học hoài, học cả đời, cố gắng. Có những buổi thì nửa tiếng, có những buổi thì ít hơn nửa tiếng. Vì nghe rất là dễ, nó cô động lại để nhắc nhở vì niệm Phật. Những đức nói vừa nhắc nhở vì niệm Phật là trong tâm vì nhớ Phật liền vậy đó. Có nhiều người nói rằng: thầy ơi, con đang nghe Pháp, con có niệm Phật được hay không thầy? Nếu quý vị niệm được, vì niệm được thì cứ niệm bình thường. Nếu quý vị cần chú tâm nghe Pháp thì vì chú tâm nghe Pháp. Còn vì cần niệm Phật thì quý vị cứ niệm Phật. Có khi niệm Phật nó giúp cho tâm mình dịu lại. Niệm dịu quý vị, nhẹ nhàng tâm. Dù quý vị đang nghe những đức giảng gì vậy, vì nhép môi có người ta xung quanh, đừng có ra xì hơi gì, cái tiếng gì, thấy không? Nên
quý vị cứ thầm thầm miệng nhép nhép thôi. Vậy thì quý vị tự nhiên tự tại cái gì đâu, nghe pháp vẫn nghe bình thường. Nên vừa nghe nhắc đến cái chuyện niệm Phật cái là bắt đầu quý vị khởi xướng niệm Phật liền. Chúng ta vậy đó quý vị ơi, chùa mình đông đúc gì mà ổn định là nhờ niệm Phật mà ra đó. Đông đúc như vậy mà được như vậy là do từ niệm Phật mà ra. Cứ bồi dưỡng hoài đi quý vị, chăng thật niệm câu Phật hiệu này, niệm Phật lễ Phật, niệm Phật lễ Phật giết rồi sanh tánh đức, sanh thiện tâm, sanh tánh đức. Câu Phật hiệu này bị cái chăng thật 100% với cái niệm đi, bản thân những đức nói thiệt chứ trong chùa càng ngày càng tính tâm với câu Phật hiệu. Vì chính bản thân những đức làm bao nhiêu việc, những đức nói thiệt chứ ngoài sức tưởng tượng bản thân mình làm được. Những đức cũng không ngờ bản thân mình làm được mà làm được, là không ngờ bản thân mình làm được mà làm được ngoài sức tưởng tượng. Nên cái lòng tin những đức đối với bổn nguyện niệm Phật, đối với danh hiệu Đức Phật A Di Đà sâu chắc lắm, yên tâm lắm. Cả đời con cứ ôm chân Phật là con thấy yên tâm nhất. Mình càng tu mình càng tin sâu nhân quả, mình càng tu mình càng hiểu được cái duyên cuộc đời này thuận nghịch. Mình càng tu mình tin vào cái việc duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa. Tự nhiên quý vị nghe đạo với cái tâm trạng vì nó vui vẻ, nó an lạc gì đó. Thí dụ như mình tu tập để mình lỡ được cái chỗ đông người ngày lễ Viếng Quan Âm gì, mình xem xét lại cái tâm mình. Ông thầy ông tổ chức bao nhiêu con người về không lo gì, bao nhiêu căn tính con người không điều chịu đựng được hết để tổ chức cho người ta có cơ hội được về chùa. Mình đi về chùa mình tu tập đụng chuyện gì một chút là bản thân của mình đã không vừa lòng, không vừa ý. Phải mình tệ không? Mình quá tệ luôn. Tại sao mình không có tâm bao dung gì hết quý vị? Có Phật hiệu là gì? A Di Đà Phật. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, là vô lượng giác. Vậy mà mình niệm có Phật hiệu này mà mình không có tâm bao dung gì hết. Quý vị có tâm bao dung là không buồn giận người để trong tâm á, hiểu không quý vị? Còn cái nhân quả của con người ta đến là nó phải đến. Thí dụ như bây giờ cái người này á, ngày nay họ phải chết bằng cách đó, như câu chuyện Đức từng nghe kể. Cái ông này, cái số mệnh của ông là ngày đó ông bị cọp giặc. Người này coi sách số coi rõ ràng, ngày nay ông bị cọp giặc. Ông nói rằng nếu ngày nay tôi bị cọp giặc vì tôi ở nhà thử coi cọp nó có giặt được tôi không. Ở nhà coi cọp nó có giặt được tôi không. Ông ở nhà, nhà ông có bức tranh con cọp treo. Ông đi qua là tự nhiên bức tranh nó rớt xuống, nó trúng ngay cái đầu ông, nó ghim vô cái đầu ông chết queo. Biết coi, cái số ông đã như vậy rồi. Bây giờ có tránh cũng không được. Đó, giống như câu chuyện mà cái ông quan này, ông được nhà vua thương, mà sách số coi ông nhà vua này sao này chết đói ngoài chợ. Nhà vua nói là tôi thương cái quan này, rất là thương quan này. Được rồi, cấp cho ông một vùng đất, cho ông được đúc tiền. Đúc tiền, đúc bạc. Ông giàu thiệt là giàu, ông lo kiếm tiền vàng bạc không? Không tu phước duyên gì. Sau này ông vua chết đi, vua con lên. Cái những người làm quan chung ghét ông quan này, tâu lên vua con. Vua con tịch thu tài sản hết chưa, không cho làm quan nữa. Rồi ông lang thang ngoài chợ ông chết. Ông lang thang ngoài chợ ông chết. Thì coi, phải chi mà ông nghe đạo được thì tốt cho ông quá. Trong cái thời gian ông được đúc tiền, ông đem bố thí cúng dường, ông làm thiện, giúp cho nhiều người nghèo khổ này kia rồi, thì tự nhiên á, cái nghiệp của ông nó chuyển hóa. Hiện đời nó chuyển hóa đó nghe quý vị. Chuyển hóa đó, để biết á, nó chuyển hóa 100%. Nghiệp nặng báo nhẹ, nghiệp nặng báo nhẹ đó quý vị. Tại vì cái này là cái nghiệp duyên mà nó sẽ đến với mình như vậy, mà nhờ cái phước mình tăng lên nó chuyển qua vị trí khác, chuyển hóa, có thể chuyển hóa được đó quý vị.
Nhưng mà ông có lo kiếm tiền không? Cuối cùng ông bị đói nằm ở chợ chết. Không ai ngờ luôn. Không ai ngờ rằng giàu như vậy mà cuối cùng nằm ngoài chợ chết. Nhưng mà cuối cùng nằm ngoài chợ chết. Thấy chưa? Nên có những cái số mệnh thật sự có đó quý vị. Có đó. Thí dụ như người này tuổi thọ họ có thể sống tới 70 tuổi không có chết. Nhưng mà cuộc đời của họ mở ra một cái lò mổ. Họ sát sanh quá nhiều. Thì ví dụ như con heo này nó sống có thời gian bao lâu, nhưng mà nó chưa được sống tới đó mình đã giết nó, thì đoạn mạng nó bớt đi. Thì nhân quả mà mình đoạn mạng bớt của người ta thì mạng mình bớt lại. Thì từ nó cái sát sanh đó, nó giảm tuổi thọ không? Nó giảm tuổi thọ không? Tuy ông sống tới 70 tuổi nhưng mà ông làm nghề sát sanh, kinh doanh làm nghề sát sanh, thì ông sống chừng khoảng năm mấy 60, ông giảm cả chục năm. Thí dụ đi, chết yểu lại. Còn ông này ông có thể sống 50 tuổi thôi, nhưng ông lại ăn chay trường, biết phóng sanh. Đúng là cái con vật ngày nay nó bị giết, nhưng mà ông mua cái chết của nó, ông thả nó đi, thì giúp cho nó thời gian sống dài ra. Thì mình đã gieo cái nhân, mình giúp cho nó sống dài ra, thì bây giờ bản thân mình tuổi thọ nó kéo dài ra. Nó giống như câu chuyện của tiên sinh Liễu Phàm. Khổng tiên sinh coi là ông sống tới 52 tuổi. Gia đạo ông là ông làm quan nhỏ lắm, học giỏi nhưng mà đường công danh nó nhỏ bé. Sống tới 52 tuổi chết, không có con nói giỏi. Sau này tới ngày Văn Cốc Thiền Sư là người tu dạy ông, số mệnh là bản thân của mình nắm bắt, mình có thể chuyển hóa được. Chỉ ông cách chuyển hóa: ăn chay, bố thí cúng dường, niệm Phật, làm việc thiện. Ông làm nhiều việc thiện, việc tốt, ông sống tới 72 tuổi ông mới mất. Và vợ ông sau này có con trai. Và con trai ông sau này lớn lên có vợ, sinh được 7 đứa cháu. Phần nhiều trong đó 5-6 đứa cháu trai. Gia đạo con cháu thịnh vượng. Số mệnh con người có thể thay đổi được quý vị. Chắc chắn số mệnh con người có thể thay đổi được. Giống như số mệnh con người như một ly nước vậy đó quý vị. Quý vị có uống không thì nó hết nước. Khi bị càng uống nó không có nước. Nhưng nếu bị uống mà bị biết châm vào thì nước uống hoài không hết. Thí dụ như cái tâm bị nhỏ như một cái ly. Bây giờ đem nguyên cái lu nước có đổ vào ly thì nó cũng chứa được một cái ly. Còn nước bao nhiêu tràn hết rồi. Nên mình thương con cháu mình dạy con cháu mình, tâm lượng mới lớn ra. Thì cái của cải mình đưa cho con cháu nó mới nhận được. Còn nếu tâm con cháu nó thủ đoạn với cha mẹ, lấy tiền bạc cha mẹ, thì tâm nó nhỏ lại, thì dù nó có cầm tiền được thì cũng là một phần nào. Và cái chuyện cầm không được tồn tại bao lâu. Hoặc là nếu không đủ phước nó cầm nó chết. Nên cái nhân quả dạy rất rõ ràng, có thể chuyển hóa được, có thể tu nhân tích đức chuyển hóa được. Nếu tạo tội nghiệp thì có thể giảm thọ, hoặc là mình sẽ không được tốt như cái số mệnh mình đã có sẵn. Nên lục đạo luân hồi là phước duyên nó giống như lên xuống như thế vậy. Nếu vị mà tạo duyên phước tốt thì thịnh lên, còn vị tạo thủ đoạn xấu thì nó hạ xuống. Cái lục đạo luân hồi nó là như vậy. Chỉ có thế giới cực lạc công đức phước duyên bình đẳng. Đó là nếu mà bổn nguyện niệm Phật để đi về thế giới cực lạc. Nên mỗi một người chúng ta chân thật niệm Phật, tin sâu nhân quả. Nhớ câu tin sâu nhân quả, tính nguyện kỳ danh, cầu sanh cực lạc. Cảm đời gây dựng tính tâm, tính nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Giúp ai tu hành được cứ giúp người ta. Gũ người ta đi lại Quan Âm được cứ gũ người ta đi lại. Dẫn người ta đi nghe Pháp cứ dẫn người ta đi. Những việc ác đừng có nên dạy người ta. Việc thiện thì nên dạy. Vậy thì đặc biệt quá. Phước duyên bị tăng rất là đặc biệt. Nguyện tâm bảo gia hộ cho quý vị. Tính nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh
về tỉnh Độ.